Tại Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định về đối tượng và điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau. Đối tượng quy định tại các điểm A, B, C, D, I, K, L, M và N khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Lao động nữ mang thai, lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, lao động nữ nhờ mang thai hộ, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi, người lao động sử dụng các biện pháp tránh thai mà các biện pháp đó phải được thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có vợ sinh con, vợ mang thai hộ sinh con,